Vâng, em xin chào các anh. Chiều nay thì em lại vừa mới nhận được một yêu cầu của khách hàng. Vâng, anh khách này thì đang có nhu cầu lấy cái con Onkyo V5 và anh ấy muốn hỏi thêm là một cặp loa mini nữa để về ghép với con này để nghe nhạc ở phòng ngủ nhá. Thì ở đây em ghép cho các anh cũng như là các anh nào đang quan tâm đến con V5 này, một cái đôi loa mà em thấy là khi ghép ở đây thì tiếng cũng rất là hay. Đấy là con V77, Onkyo FL V5 ghép với loa Onkyo DV77 các anh nhé. Loa bass là 13 cm, đấy, loa bass 13 cm này. Chiều ngang nó là đi em lấy cái thước nhá. Đấy, dòng loa này thì nó là dòng loa bass 13 này, các anh nhìn là đo hết viền bên ngoài nhá, thì nó là 13. Còn nếu đo theo viền bên trong nó sẽ là 11 cm. Đấy. Và cái chiều ngang của loa là 15. Đấy. Chiều sâu của loa là 23.5 và chiều cao của loa là 27 cm. Đấy. Nếu như mình đo hết kích thước tổng thể của cả bộ dàn, tức là cả một đôi loa và một cái cục này. Đấy. Thì giá thì cục thì cả bộ này nó là chiều ngang 52. Đấy, chiều sâu là đi 33-34 cm. Đấy. Và chiều cao thì theo loa là 27 rồi, thì không phải đo nữa đúng không? Đấy. Đấy, con V7 này thì là có công suất một chiếc loa là 70W trở kháng 6 ohm. Đây cũng có thể là công suất của cả một đôi loa, em không rõ lắm nhưng em thấy ghi ở trên vỏ một loa là 70W kháng 6 ohm nhá. Đấy, loa về còn rất đẹp. Đấy. Loa đẹp thì nói chung cục đẹp thì nên đi với loa đẹp để cho nó xứng đôi. Còn ví dụ cục nó kém kém một tí thì mình ghép cái nó kém kém đi cho nó rẻ cũng được. Đây. Nhưng mà cục nó đã đẹp rồi. Đây, cục đã đẹp rồi thì nên có cái nó đẹp đi cùng nó thì nó sẽ hơn. Cục này nhé. Cái cục V5 thì như sáng nay em test thì là em đã test cho quý vị thấy rồi. Tất cả các chức năng là CD kết nối đường điện thoại và đường quang đều đang chạy ok. Còn bây giờ thì em sẽ chỉ test chất âm cho các anh nghe được khi ghép vào một cái loa V7 nó như thế nào thôi. Bởi vì các anh đã xem clip trước thì chắc chắn là các anh biết con V5 này rồi nhá. Đấy. Con này thì em đang kết nối đường điện thoại này. Em có vui đâu. Con V7 này nó còn trung âm rất là ngọt và bát mềm, chép rất là mịn và sáng. Đấy, các anh nghe các anh sẽ biết. Đường em đi, anh đường anh cô lẻ, với không duyên trời đôi ngã chia ly. Sorry quý vị một tí, nó vừa có quảng cáo. Duyên mình mang gian dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau. Các anh nghe đâu, bộ này nghe nhạc vàng rất là hay luôn. Đây, và mình thích thì mình có thể, ai thích nhiều bass hơn tí nữa nhé, các anh có thể nâng lên. Đấy. Cái bass tập này ok rồi. Đấy, còn thích nhiều bass hơn nữa để on lên đâu này. Đấy. Có chế độ S bass này để tăng cường thêm bass, tức là super bass đấy nhá. Yeah.
bát màu bánh nó rất là chắc tiếng và nó không bị có đuôi nhá. Con kia ôi mãi đâu tương xưa ngày kỷ niệm êm ái, đau dư âm của tiếng nói ngày thơ, ngày hai đứa dịu nhau đến sân trường cùng đuổi bướm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vàng. Em vẫn thích để ép bát off hơn vì cái tiếng bát nó mềm hơn, nghe nó sướng tai hơn. Nét bát on lên thì thực ra tiếng bát nghe nó hơi bị cứng, hơi bị khô, nghe này bát nó mềm hơn, nghe nó sướng hơn nhiều. Cái ép bát on kia thì thường là dành cho remix. Đây, ví dụ như là những cái bài remix như này thì lại on lên thì hay này. Nhưng mà khi remix thì thường thì phải để hạ để tép xuống. Mình nghe giải bát là chính mà. Đấy nha, thì đấy là ứng tuyển thứ nhất là con V7. Đấy. Thì con V7 này các bác ghép thêm vào thì là thêm cho em 1.2 triệu nữa là thành 2.550.000 cả bộ này nhá. Đấy còn một cái ứng cử viên nữa, đấy với cái ngoại hình lớn hơn một xíu là con 062A kia này. Vào đây tiếng sẽ còn kinh khủng hơn nữa nhá, đặc biệt là để nghe các giải bass tốt nha. Đây. Đây. Cặp loa thứ hai này, cặp loa sẽ lớn hơn một chút xíu nữa về đường kính bass. Đấy. Các nhìn không? Nó là lớn hơn. Bát lớn hơn nha. À, con này là bát 14.5. Đấy, các bác nhìn nào. 14.5 nha. Đấy. À, con này là bát viền 13 này. Đấy thì là đường kính nó bát của con này lớn hơn. Đấy, thì nó sẽ cho giải bát nó tốt hơn một chút xíu nữa. Đấy, quý vị nào thích nghe nhiều bát đây.
một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tan là hoa im trên giấy, tình không tan là tình thấy trong mơ. Em chẳng thấy bầu trời những anh nhá. Đấy, thì với đôi 06AA này thì là sẽ cho chất bát nó dày hơn con V7 của dưới một chút xíu nhá. Đấy, thì bác nào thích nghe thiên về remix các thứ hơn thì là lấy con này, còn bác nào thích nghe kiểu như về nhạc vàng nhạc viết ấy thì nó thiên về nhạc vàng ấy thì là con V7 nó sẽ hơn nhá. Còn 06AA này thì là nó sẽ cũng có giá đắt hơn nhá. Đấy, con 06AA này giá của nó là 1.450.000. Đấy các bác nhá. Đấy ok. Thế bác nào đấy thì anh khách đang hỏi con V5 nhá, là anh thấy con V7 nó ok không thì anh báo lại cho bên em. Hoặc nếu anh thích theo kiểu là bạo lực hơn một tí thì con 06AA này anh thấy ok thì anh báo lại cho em nhá. Đấy, hoặc anh nào đang có nhu cầu mua những con này thì có thể liên hệ cho bên em. Đấy, hàng nó vẫn về liên tục và chúng ta vẫn có thể đặt hàng được nhá. Vâng, em xin chào các anh. Cái giá là 1.350.000 này thì em bán chiên một con này. Đấy, nên các anh lưu ý cho em. Đấy, bác nào mua thì nên sớm luôn nhá, không đến lúc mà lần sau bên em báo này 1.600.000, 1.500.000, 1.490.000 thì đấy thì các bác bảo lần sau lần trước bán 1.350.000 thì con này là em bán chiên khách hàng cuối tuần nhá. Đấy, duy nhất một con, nếu bác nào mua thì là chốt ngay sớm cho em nhá. Em xin chào các anh ạ. Vâng.